Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Văn Phú Mobile. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2021. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được lô này, lô sản phẩm là Samsung Note 9. Con này đình đám siêu phẩm một thời. Con này thì ra mắt ở Việt Nam thì cái lúc mà thời điểm là ra mắt tại Việt Nam nó là mấy chục triệu các bạn nhé. Thì là giới về hiện tại với mức giá là chỉ với giá là hơn 5 triệu đồng thì là đáng có mua ở thời điểm hiện tại không? Thì mình sẽ review và giới thiệu chi tiết cho các bạn. Thì là mấy hôm nay thì cũng nhiều bạn hỏi hàng với bên mình. Thì thứ nhất là dịch Covid này, thứ nhất là hàng cực về cực kỳ khan. Nếu mà bạn nào mà không được đặt được hàng bên mình ấy thì là mong bạn thông cảm. Thì là sau dịch Covid-19 này thì mình sẽ ra thật nhiều hàng và nhập thật nhiều hàng để các bạn ủng hộ bên mình các bạn nhé. Và đây, trên tay mình đây là siêu phẩm là Samsung Note 9. Hôm nay nhà mình buổi tối ngày hôm nay thì mình về là 5 cây các bạn nhé. Đủ màu cho các bạn lựa chọn nhé. Đây là màu đen này, và đây là màu xanh này, và đây là màu nâu các bạn nhé, à màu nâu cà phê này. Đấy, Samsung Note 9 này thì được đóng gói rất là cẩn thận các bạn nhé, có dán mặt trước và mặt sau để coi như là lúc vận chuyển đỡ xước các bạn nhé. Thì mình sẽ bóc ra, mình sẽ xem cho các bạn sản phẩm là Samsung Note 9 này với mức giá hiện tại là hơn 5 triệu thì có đáng mua không các bạn nhé. Đây, đây, ngoại hình thì là khỏi phải chê luôn, ngoại hình thì là siêu phẩm Samsung Note 9 này thì là ngoại hình tất máy tất cả bên mình đều tất cả mày đẹp nhá. Tất cả cái ngoại hình thì là máy còn 90% trên 90%, máy đóng gói rất là cẩn thận luôn. Đấy, máy cũ rồi thì nói 98, 99 thì nó hơi quá các bạn nhé. Đấy, ngoại hình thì máy còn trên 90%. Thì mình sẽ nói sơ qua qua về cấu hình chi tiết cho các bạn. Thì là con này thì là tất cả màn hình của nó thì màn hình đều keng các bạn nhé. Đấy, tất cả màn hình con Samsung Note 9, siêu phẩm Samsung Note 9 với mình thì màn hình đều đẹp keng các bạn nhé. Đây ạ, tất cả màn hình đều đẹp keng. Đấy, tất cả màn hình đều đẹp keng luôn. Đấy, thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về tính năng con Samsung Note 9 này cho các bạn biết nhá. Note 9 thì cực kỳ là hay, kể cả RAM, chip thì nó cũng cực kỳ là sướng các bạn nhá. Đấy, Samsung Note 9 của mình thì là con Note 9 của mình hôm nay mình về là lô này, tất cả đều là phiên bản Mỹ này, một SIM một sóng các bạn nhá. Đấy, lô Note 9 của nhà mình hôm nay thì tất cả đều là phiên bản Mỹ, một SIM một sóng. Và con này là chạy chip Snap 845. Nói chung là chip này các bạn gánh game hay là chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời. Nói chung là cái bản Mỹ lúc nào nó sẽ nhanh hơn cái chip Exynos các bạn nhé. Đấy, chip Exynos thường thường nó sẽ có 2 SIM, còn bản chip Snap thường thường nó chỉ là 1 SIM các bạn nhé. Đấy, phiên bản Mỹ này, chip Snap 845 các bạn nhé. Và cấu hình của Samsung Note 9 này là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là 128GB các bạn nhé. Màn hình thì khỏi phải chơi luôn. Đấy, bọn này thì mình đã gì nhỉ? Bọn này thì nói chung là các bạn cập nhật lên Android 10, 11 thì cũng thoải mái các bạn nhé. Thời gian nữa sẽ là lên Android 11 thôi. Đấy, rất là nhanh. Nói chung là Samsung thì họ rất ưu tiên về phần mềm, nên là các bạn có nhiều có như là trải nghiệm mới nhất luôn. Đấy, thay trạng thái đây. Đây, các bạn có thể là, đây thì mình cũng nói luôn các bạn, đây là nếu mà tất cả sản phẩm là Samsung các bạn thì nó sẽ là không hiện cái phần trăm pin ở đây. Chỉ các bạn cứ kéo này xuống thì nó có phần trăm pin. Thì hôm nay thì mình sẽ coi như là giới thiệu gì nhỉ? Hôm nay thì mình sẽ coi như là chia sẻ các bạn coi như là bật phần trăm pin trên tất cả sản phẩm là Samsung đời mới của các bạn nhé. Đây ạ, đây là các bạn sẽ không có phần trăm pin các bạn nhé. Các bạn kéo xuống mới có nhé. Thì mình sẽ vào các bạn kéo xuống đây. Sau thì bạn mình kéo mình xuống nấc nữa. Xong ở đây nó sẽ có 3 chấm, nó biểu tượng như kiểu là dấu mới này. Thì mình sẽ chia sẻ luôn cho bạn. Đây, còn kích vào 3 dấu chấm này. Các bạn kích vào thanh trạng thái này. Đấy, nếu mà bạn nào biết rồi thì có thể bỏ qua. Còn bạn nào chưa biết thì các bạn có thể là bật cái phần trăm này lên, làm giúp mình nhé. Các bạn hiển thị phần trăm pin, các bạn bật lên giúp mình. Đấy, các bạn thoát ra. Đấy, nó sẽ có là phần trăm pin các bạn nhé. Đấy, đấy là một mẹo nhỏ để chia sẻ cho bạn, rất hay. Đấy, khỏi phải chê luôn. Nói chung là chip Snap thì các bạn khỏi phải chê, gánh game mà chạy dụng cực kỳ tuyệt vời. Thì mình sẽ lướt qua một vài trò cho bạn. Nói chung đây nó đã có rất nhiều trò rồi. Thì mình sẽ vào như là cái trò tem run cho bạn làm xem chip Snap chạy rất là nhanh các bạn ạ. Nói chung là chip Snap rất là nhanh. Tí nữa mình sẽ vào coi như là nghe nhạc cho bạn. Đấy, dòng Note thì nó có hay lắm. Dòng Note thì có hỗ trợ coi như là cái bút này. Đấy, các bạn chỉ cần bấm bút sẽ là chụp ảnh thôi. Đây, mình sẽ vào coi như cái bút này. Đấy, camera rất là đẹp các bạn nhé. Đấy, camera của nó là quay có chế độ là quay video coi như là 4K các bạn nhé. Đấy, rất là sắc nét luôn. Đây, camera bút của nó có thể là bút chụp ảnh, các bạn bấm bút rồi sẽ là chụp ảnh. Đấy, cái hay là dòng Note như thế. Dòng Note có hỗ trợ cái bút rất là hay các bạn nhé. Mình sẽ tông vào đây. Và loa thì cũng cực kỳ là to và sướng. Đấy, màn hình của nó là 2K. Các bạn QHD 2K thì các bạn xem phim 2K thì khỏi phải chê luôn. Quá là đẹp luôn. Đấy, màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch các bạn nhé. Đấy, mình sẽ lướt qua một cái hai trò này. Đấy,
Nói chung là mình chỉ tải demo một vài trò chơi thôi. Nói chung là các bạn xem thì hạn chế chơi các bạn nhé. Đấy, chip Snap. Và con này thì là đây, chip Snap 845. Này, dung lượng pin con này thì là 4000. Màn hình con này thì là màn hình của nó là tràn viền 6.4 inch. Độ phân giải của nó là QHD 2K cộng các bạn nhé. Mình sẽ vào coi như là test cái phần video 2K cho bạn xem sản phẩm là Samsung Note 9 này. Có sướng các bạn nhé, nghe nhạc cũng phê luôn. Nghe nhạc thì nó có hai loa. Đấy. Đấy, một loa bên dưới này và một loa bên trên, nghe nhạc rất là hay. Và cái loa đàm thoại nghe gọi nó cũng cực kỳ là to, cực kỳ là sướng các bạn nhé. Đấy. Đấy. Đấy, màn hình 2K các bạn khỏi phải chê luôn. Quá sắc nét và quá đẹp các bạn nhé. Đấy. Đấy. Mình sẽ vào coi như là video 4K cho bạn xem luôn. 4K mình sẽ test cho các bạn video 4K. Đấy. Rất là nhanh luôn. Nói chung là chip Snap các bạn khỏi phải chơi luôn. Đấy các bạn nhìn chưa ạ? Nhìn video chưa ạ? Nói chung là cái độ màn hình của Samsung thì các bạn khỏi phải chơi luôn. Quá sắc nét và quá đẹp luôn các bạn nhé. Như là thật luôn. Nói chung là cái máy quay này ra cũng cái video này nó cũng phải chất cực kỳ chất lượng các bạn ạ. Đấy. 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 Bạn nào mà dính ở đây, camera của nó thì là camera kép các bạn nhé. Cái tính năng hay ở cái Samsung này thì mình sẽ nói cho các bạn tính năng mở khóa nó cực kỳ là hay. Tính năng của nó mở khóa màn hình thì mình rất là hay ở cái chỗ Samsung này. Tính năng của nó là quét thông minh này, khuôn mặt, mống mắt và vân tay. Nếu các bạn mà đeo khẩu trang mà ví dụ mà ra ngoài chỗ coi như là công sở ấy, nếu mà khẩu trang dịch Covid này thì các bạn có thể là dùng cho mình là quét thông minh hoặc là mống mắt hoặc là vân tay. Nếu các bạn mà khuôn mặt các bạn đeo khẩu trang vào thì sẽ không mở được các bạn nhé. Đấy, Samsung rất là hiểu người dùng. Mình rất thích tính năng mở khóa của cái Samsung này. Các bạn xài mà app ngân hàng ấy thì các bạn dùng cái tính năng mở khóa mống mắt hay là ấy mà để chuyển tiền cũng rất là hay các bạn nhé. Đấy, một siêu phẩm đình đám một thời, ra mắt được vài năm rồi nhưng mà cực kỳ coi như là chất lượng các bạn nhé. Và sản phẩm là Samsung Note 9 này thì bên mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.500k các bạn nhé. Đấy. Và dịch Covid-19 thì cũng nhiều, rất là ảnh hưởng rất nhiều đến lao động tự do. Đâm là bên mình sẽ phương châm bán hàng bên mình thì là các bạn yên tâm, không tăng giá mùa dịch và giảm giá mùa dịch cho các bạn nhé. Đấy, Samsung Note 9, ngoại hình thì là máy đẹp 90/90%, màn hình tất cả màn hình đều đẹp kia. Đấy, phiên bản Mỹ chạy chip Snap, một sim một sóng các bạn nhé. Con này thì bên mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 5.500k. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm là Samsung Note 9 các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua mình đặt hàng. Nếu mà Zalo tin nhắn mình không trả lời kịp thì mong bạn bỏ qua mình, hoặc các bạn nào gần địa chỉ cửa hàng mình các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán các bạn nhé. Và ở xa thì mình có ship. Và tình hình dịch Covid thì là ở xa thì mình, bạn nào ở trong miền Nam ấy, ship thì hơi lâu một chút. Thì là mong các bạn thông cảm. Thì nói chung là các bạn phải hiểu bên mình và thông cảm bên mình và thông cảm bên shipper nhá. Nói chung là đi làm mùa dịch thì ai cũng sợ mà. Đến mình đây mình cũng sợ các bạn nhá. Siêu phẩm là Samsung Note 9 một thời, giá chỉ với giá là 5.500k. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 9 các bạn nhé, thì hàng mình sớm nhất nhá. Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhá. 5.500.000. Đấy, mình sẽ dán lên để chống sức màn hình các bạn nhá. Và sản phẩm đây, hôm nay thì nhà mình về được con máy, cái này là máy để mua về để học online hay để chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy, thì là đây, nhà mình nay về nhà mình này, con này là con Samsung Z7 Prime các bạn nhé. Đây, con này là con Samsung Z7 Prime. Z7 Prime thì con này là bản công ty này. Đấy, con này là bản công ty, 2 sim 2 sóng. Và cấu hình con Samsung Z7 Prime này là phiên bản của nó là RAM 3GB các bạn nhé. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Các bạn mua về học online hay là chạy game hay là chạy ứng dụng thì cực kỳ tuyệt vời. Đấy ạ. Ngoại hình thì con này thì là cũng vỏ thì cũng có cũ phải theo thời gian rồi. Đấy. Đây, vỏ con này thì có cũ phải theo thời gian các bạn nhé. Thì nhà mình hôm nay thì ở cửa hàng mình thì mình cũng bán chạy lắm. Có bao nhiêu máy cỏ thì hầu như mình bán được hết rồi. Còn hôm nay thì còn sót mỗi một con duy nhất này. Hôm nay mình vừa mới nhập lại được của khách xong các bạn nhé. Giá cũng kỳ kỳ hợp lý. Thì là con Samsung Z7 Prime này thì mình sẽ thanh lý cho bạn với giá là 1.200k các bạn nhé. Các bạn mua về học online hay là chạy ứng dụng cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Prime các bạn liên hệ chứng minh đặt hàng nhá. Đấy. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và mình xin chúc bạn xem video mình một tối ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy những niềm phúc. Còn các bạn nào mà đang ở vùng dịch thì các bạn xong vùng dịch các bạn có thể là ủng hộ với mình một sản phẩm các bạn nhá. Và xin chào và hẹn lại các bạn nhá. Alo. Alo. Chỗ vâng.
Vâng. Đấy, cái kiểu người ta